Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú, phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc đã khích lệ động viên các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn tỉnh không ngừng học tập, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ hội viên tiêu biểu luôn nhiệt tình tâm huyết với các hoạt động vì cộng đồng, qua đó đã tiếp nối truyền thống của phụ nữ Việt Nam, phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức chung lòng, vượt qua những khó khăn, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, giàu đẹp. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ hai cán bộ hội phụ nữ tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Phần tiếp theo của chương trình là ghi nhận từ Hội nghị biểu dương phụ nữ cao tuổi tiêu biểu tỉnh Bình Dương năm 2024. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thời gian qua, chị Cao Thị Hồng Dung, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác hội và phong trào phụ nữ ở địa phương. Nhiều năm liền, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phú Cường luôn đạt hội cơ sở vững mạnh. Cá nhân chị Nhung nhiều năm qua liên tục được Hội Phụ nữ các cấp và Đảng ủy, chính quyền địa phương khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào phụ nữ. Để nâng cao chất lượng công tác hội và phong trào phụ nữ ở địa phương, trong quá trình tham gia công tác hội, chị Nhung luôn chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền xây dựng chương trình, kế hoạch với nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của hội, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, tuyên truyền vận động phụ nữ thực hiện tốt các phong trào thi đua của hội như phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang và thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của hội gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục đã nâng cao kiến thức về nhiều mặt cho phụ nữ, góp phần thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp và nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương. Nhằm tập hợp, thu hút đông đảo chị em phụ nữ tham gia vào tổ chức hội, chị Nhung đã cùng với ban chấp hành tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn và chỉ đạo 100% chi hội phụ nữ đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Thông qua các hình thức sinh hoạt đa dạng phong phú như hái hoa dân chủ, thảo luận, sinh hoạt theo chuyên đề, đồng thời xây dựng nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tiễn của địa phương như mô hình văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, mô hình phụ nữ Phú Cường sống đẹp, sống có trách nhiệm với cộng đồng, phụ nữ trồng cây xanh, vùng đất tương lai, mô hình tuyến hẻm, kiểu mẫu về văn minh đô thị đã được đông đảo chị em nhiệt tình hưởng ứng. Do đó, chất lượng sinh hoạt hội viên được nâng lên, tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt ngày càng đông, thu hút ngày càng nhiều phụ nữ tham gia vào tổ chức hội. Đến nay, Hội Phụ nữ phường Phú Cường hiện có 2.607 hội viên với tỷ lệ thu hút hội viên đạt gần 80%. Chị em phụ nữ trong phường thì là cũng thường xuyên đi quét dọn cái tuyến đường Văn Minh, rồi là cái tuyến đường mà khu phố đăng ký, tuyến đường 2 khu phố mình đăng ký, rồi là dọn vệ sinh trong khu phố, rồi tuyến hẻm của thường xuyên mình đăng ký thì mình thường xuyên dọn những ngày lễ mà ngày Tết hay là gì đó là mình dọn. Thời gian qua thì hội thì có phối hợp với lại các ban ngành đoàn thể như là hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên, các hội chữ thập đỏ thì cũng tổ chức ra quân, phối hợp ra quân thực hiện các tuyến hẻm toàn địa bàn phường luôn, như là rạch Thầy Năng nè, đường Ngô Chí Quốc nữa, rất là nhiều tuyến hẻm. Và song song đó thì các chi hội cũng sẽ phân về các cái khu phố của mình, sẽ vệ sinh những cái tuyến hẻm mà do chi hội phụ nữ quản lý luôn. Một hoạt động mang ý nghĩa thiết thực của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phú Cường trong thời gian qua là mô hình mỗi hạt gạo tạo niềm vui. Mô hình hiện thu hút hơn 20 thành viên tham gia với mục đích là chung tay giúp đỡ những người nghèo khó, trẻ em cơ nhỡ ở địa phương. Theo kế hoạch, vào mỗi sáng thứ Ba hàng tuần, khoảng 300 đến 350 suất cơm chay sẽ được phát miễn phí cho các đối tượng khó khăn cả trong và ngoài địa bàn. Để mô hình này từng bước lan tỏa, thu hút nhiều hội viên tham gia hơn, chị Nhung cùng ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một luôn tăng cường tuyên truyền về ý nghĩa nhân văn của mô hình đến với đông đảo người dân, đồng thời kêu gọi sự góp sức của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trên địa bàn, hỗ trợ tiền mặt hoặc nguyên liệu nấu ăn. Liên hiệp Phụ nữ phường Phú Cường cũng thực hiện cái mô hình là bếp ăn với cái tên là mỗi hạt gạo tạo niềm vui. Thì ý nghĩa cũng có mô hình này là đem những cái bữa ăn ngon, dinh dưỡng đến cho những cái cô bác lao động, người lao động mà có những cái bữa cơm thơm ngon. Thì bếp thực hiện vào ngày thứ ba hàng tuần vào lúc 10 giờ sáng, là định kỳ là làm khoảng từ 300 đến 350 phần cơm để gửi đến cô bác. Thì bước đầu là thành lập bếp thì cũng được sự hỗ trợ của nhiều anh chị về hỗ trợ về kinh phí, cũng như là trang dụng cụ để nấu ăn, rồi cũng như là công sức để tạo nên những cái bữa ăn ngon. Tiến tới nếu mà được phát triển thêm nữa thì sẽ phát triển thêm là các buổi ngày rằm mùng 1 để hàng tháng nữa, để hỗ trợ thêm những bữa ăn. Hỗ trợ bếp ăn là bên Mạnh Thường Quân là mấy bạn tự gom lại nhau, bỏ tiền túi ra hỗ trợ bên bếp Phú Cường là rau củ quả, hộp, bọc với đậu hũ, là đi hỗ trợ thường xuyên, định kỳ hàng thứ ba hàng tuần đến cuối năm. Tôn chỉ của nhóm em là còn cống hiến cho xã, còn làm là còn cống hiến cho xã hội. Nhiều người nhận thấy việc làm thiết thực của hội nên đã cùng nhau đến hỗ trợ nấu nướng và đóng góp thêm gạo, dầu ăn, đường, bột ngọt để cùng nhau thực hiện việc làm ý nghĩa này. Chủ tịch thì cũng có là đưa ra cái phong trào để sống văn minh, từ thiện lẫn nhau, cho nên là kêu gọi các chi hội thì cùng nhau thứ ba thì mình làm ra một bếp ăn từ thiện này để mà nhằm để mà giúp cho bà con nghèo ở đây thêm một cái phần tình thương chăm sóc lẫn nhau. Rất là phấn khởi, hoan hỷ là bởi vì là mình đến đây mình dành chút ít thời gian của mình. Chiều thứ hai thì có một nhóm thì là mình sơ chế các thức ăn là nó sơ chế sẵn rồi, nhóm thứ hai thì sáng sớm thì mấy chị tới cùng nhau nấu và đưa ra cơm hộp, cho đến 10 giờ mình phát cơm hộp cho bà con. Những năm qua, với vai trò là chi hội trưởng phụ nữ khu phố Phú Hòa, phường Hòa Lợi, thành phố Bến Cát, chị Nguyễn Thị Tuyết Hoa luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động nhằm thu hút vận động chị em phụ nữ tham gia các hoạt động của hội, phấn đấu xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Chị cũng thường xuyên sâu sát, gần gũi chị em, tìm nguồn giúp chị em vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Trong năm 2023, chi hội phụ nữ khu phố Phú Hòa đã cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Lợi phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội giúp đỡ hỗ trợ cho 101 chị em vay vốn với lãi suất thấp. Bên cạnh việc tư vấn, hướng dẫn chị em sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay từ các chương trình ưu đãi của nhà nước, chị Hoa luôn quan tâm kêu gọi chị em tích cực tham gia hoạt động tương trợ, góp vốn xoay vòng, vừa tạo thêm điều kiện để chị em có vốn phát triển sản xuất, vừa thắt chặt thêm tình đoàn kết trong hội viên. Ở bên Ngân hàng Chính sách Xã hội có xuống cái nguồn vốn là giải quyết việc làm cho chị em. Mấy chị buôn bán kinh tế phát triển hơn, nên là mấy chị phát triển hơn thì mấy chị cứ góp vô từ thiện của em cũng phát triển hơn. Cùng với đó, với tinh thần san sẻ yêu thương, đều đặn hàng tháng, chi hội phụ nữ khu phố Phú Hòa tổ chức phát từ thiện 800 ổ bánh mì chay không đồng vào ngày rằm và trao tặng từ 50 đến 70 phần quà cho hội viên phụ nữ khó khăn trên địa bàn với tổng trị giá gần 20 triệu đồng. Kinh phí thực hiện chương trình này do chị Hoa vận động chị em phụ nữ và các thành viên trong gia đình chị đóng góp. Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn vừa qua, chi hội phụ nữ khu phố Phú Hòa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát đã tổ chức chương trình Xuân yêu thương 2024 đồng hành cùng phụ nữ biên cương, trao tặng 100 phần quà Tết cho người dân khó khăn ở huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. Em cũng học được nhiều lời bác dạy, thì em cũng vận dụng, em tuyên truyền các chị em phụ nữ mình phải để dành chút ít để mà mình san sẻ những hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Em vận động thì mấy chị gom góp lại, có chị 50-100, rồi có thiếu nhiều thì gia đình anh chị em góp vô. Theo chị Hoa, để phong trào phụ nữ ngày càng phát triển vững mạnh, thì chi hội trưởng cần phải bám sát chương trình công tác từ cấp trên đưa xuống và nhận chỉ đạo từ cấp ủy, đồng thời bám sát với hoàn cảnh thực tế của chị em phụ nữ của địa phương, từ đó đề ra kế hoạch hoạt động hội cho phù hợp. Đặc biệt, chi hội luôn quan tâm đến đời sống của chị em, vì đây là công tác vận động phụ nữ, vận động quần chúng, nên rất cần hiểu rõ chị em, từ đó giúp đỡ kịp thời và đưa phong trào ngày càng vững mạnh. Với nhiều đổi mới sáng tạo và các hoạt động phù hợp, nên các phong trào của hội luôn được chị em phụ nữ ở khu phố tích cực hưởng ứng, đạt kết quả cao, góp phần thu hút ngày càng đông đảo phụ nữ tham gia sinh hoạt hội, đưa phong trào của chi hội phụ nữ khu phố thêm khởi sắc. Qua ở đây thì thấy là chỉ là Chỉ làm bên cái gì là chỉ có trách nhiệm hết, chỉ là tốt, chỉ thì làm gì phường thì chỉ cũng lo nhiệm vụ của phường hoàn thành. Vậy ở nói chung là ở bà con mà ai cần chuyện gì hay là kia, còn bên từ thiện thì chỉ cũng là như vậy. Nhờ thực hiện tốt các chương trình do Hội Liên hiệp Phụ nữ phát động, nhiều năm qua, chi hội phụ nữ khu phố Phú Hòa, phường Hòa Lợi luôn đạt xuất sắc. Vừa qua, chị Nguyễn Thị Tuyết Hoa cũng vinh dự được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023. Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chị Nhung hay chị Hoa chính là những bông hoa ngát hương tiêu biểu trong vườn hoa nghìn việc tốt ở Bình Dương. Mong rằng những bông hoa đẹp như thế này cần tiếp tục được phát huy và nhân rộng hơn nữa trong thời gian tới, góp phần làm đẹp cho đời trong khung cảnh mùa xuân thanh bình, ấm no, hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, nhân kỷ niệm Ngày Người Cao Tuổi Việt Nam 6 tháng 6, tuần qua Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Người Cao Tuổi và Hội Thầy Thuốc Trẻ tỉnh Bình Dương đã phối hợp tổ chức hội nghị tuyên dương phụ nữ cao tuổi tiêu biểu trong xây dựng gia đình văn hóa, ấm no, hạnh phúc, gắn với xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị năm 2024. Tại chương trình này, 150 phụ nữ cao tuổi được khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí, tham gia chương trình văn nghệ biểu diễn thể dục dưỡng sinh. Các đại biểu cũng được nghe hai tham luận về các mô hình tiêu biểu tuổi cao gương sáng của Hội Người Cao Tuổi phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bạch Đằng, thành phố Tân Uyên. 20 đại biểu phụ nữ cao tuổi tiêu biểu trong xây dựng gia đình văn hóa, ấm no, hạnh phúc, gắn với xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị cũng được tuyên dương trong dịp này. Bản thân, gương mẫu, thực hiện và vận động mà những người thân trong gia đình thực hiện các cái tiêu chí để xây dựng gia đình năm xanh ba sạch. Mình cần phải tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa trong cái phạm vi khả năng sức khỏe của mình, có thể đóng góp nhiều hơn cho các cái hoạt động, các cái phong trào do hội phát động cũng như là các cái cuộc vận động do địa phương phát động để góp phần xây dựng địa phương, xây dựng thành phố Tân Uyên ngày càng giàu đẹp. Hội nghị lần này nhằm động viên người cao tuổi tiếp tục phát huy truyền thống, kinh nghiệm và giá trị tinh thần cho thế hệ kế tiếp, nâng cao chất lượng công tác gia đình, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp trong gia đình. Chương trình Phụ nữ ngày nay đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình này tuần sau.